bị Twitter và Facebook cấm sử dụng, cựu Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch mở một trang mạng xã hội riêng. Cố vấn của ông Trump, ông Jason Miller nói với Fox News rằng trang mạng xã hội mới của ông Trump sẽ hoạt động trong 2 hay 3 tháng tới. Ông Miller cho hay diễn đàn mới này sẽ hoàn toàn định hình lại cuộc chơi. Ông Miller không tiết lộ thêm chi tiết nào khác và giới chức của tổ chức Trump chưa lên tiếng bình luận. Ông Trump bị Twitter, Facebook và các trang truyền thông xã hội khác cấm sử dụng sau cuộc tấn công hôm 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Ông bị tố cáo xúi dục đám đông bạo động. Những người chỉ trích nói rằng quyết định giới hạn cản trở quyền tự do bày tỏ ý kiến phải đến từ giới làm luật, chứ không phải là các công ty công nghệ khổng lồ như Twitter hay Facebook. Twitter đang duyệt lại chính sách của họ và tuần trước loan báo sẽ tham dò ý kiến công luận về việc làm thế nào và khi nào thì nên cấm giới lãnh đạo thế giới sử dụng diễn đàn này. Facebook đang yêu cầu hội đồng giám sát độc lập của công ty quyết định xem có nên tiếp tục giữ nguyên việc cấm ông Trump sử dụng diễn đàn của Facebook hay không.